Anh là một nhà tù mà cũng săn bắn sao? Đây chỉ là ngụy trang thôi. Tôi là thợ săn, cải trang thành nhà tù tôi phải ăn mặc kiểu như vậy thì mới có thể lừa được con mồi chứ. Anh làm săn bắn sao? Nếu cứ như vậy, chim muông làm sao tin tưởng người tu hành nữa chứ? Anh đang lạm dụng bộ y phục anh đang mặc. Mưu sinh ở trong rừng thì không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như ta cho anh tiền để sống qua ngày, anh còn đi săn bắn nữa hay không? Tiền hả? Nhìn ngươi chẳng có gì hết. Nếu như ngươi cho ta tiền thật, ta sẽ tìm công việc nào đó để buôn bán. Nhưng mà để trao đổi, anh cởi bộ đồ đang mặc trên người đưa lại cho ta, ta sẽ cho anh trang phục mà ta đang mặc. Trang phục của ngươi? Đúng vậy, bộ trang phục này của ta rất là đáng giá, còn đính cả đá quý nữa. Đem nó đi bán đi, anh có thể sống một cuộc sống sung túc rồi. Vậy thì được, nhưng tại sao ngươi lại muốn lấy bộ y phục của người tu hành? Ta muốn có được lòng tin của tất thảy sinh linh để cùng làm bạn với chúng. No.